cơm không ăn gọi ăn cái bình chia linh. Giờ chàng hạ chùm của xin chào gạo vô bình bình chia linh. Nhìn con phát ngu hay ghê bà cháu thích bình chia linh. Chào cảm ơn bà nhiều nhiều. Rồi rồi lại đây ăn thôi các con à. Con không khoe là con nấu ăn ngon đâu. Một phép ghê bà bình thường bà làm xong không ai dám ăn. Nè thôi cứ treo em con rồi con nấu đi ông ăn. Cái món đây là mày làm. Vậy thì coi như ông chưa nói câu gì.